Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc chỉ số trong quá trình mà mình chạy quảng cáo nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ quay trở lại cái tài khoản mà mình đã lên. Sau khi mình quay trở lại cái tài khoản này rồi, thì trên màn hình của mình nó sẽ có các chỉ số như mọi người đã thấy. Thì các chỉ số này chưa đủ để mình có thể đọc kỹ và đọc sâu hơn tất cả những cái mục mà trong quá trình chạy quảng cáo. Bây giờ mình sẽ vào một cái phần đó là phần cột 3 gạch đứng. Mình sẽ vào trực tiếp trong phần cột 3 gạch đứng ở đây và mình sẽ kéo xuống dưới. Sẽ có một cái phần là tùy chỉnh cột. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu là điều chỉnh cái cột để mình đọc các chỉ số sẽ dễ dàng hơn nhé. Bây giờ đầu tiên mình sẽ tắt hết những cái mục trong cái quảng cáo này đi, đang hiển thị đi. Sau đó thì mình sẽ lựa chọn. Trong quá trình mà mình chạy quảng cáo ấy, thì cái điều đầu tiên thì mình muốn check là cái vấn đề gì ạ? Đầu tiên thì mình hay để là phần phân phối để xem cái bài đấy có đang chạy quảng cáo hay không. Phần thứ hai là mình hay quan tâm đến cái phần là cái số tiền mình đã phải bỏ ra trong quá trình mình chạy quảng cáo. Phần thứ ba là mình sẽ quan tâm đến khách hàng bình luận. Vì sao ạ? Tại vì là kể cả tin nhắn hay là kể cả trong cái phiên mình chạy quảng cáo tin nhắn này, mình chạy quảng cáo like này, thì mình cũng luôn quan tâm một khách hàng xem có bao nhiêu khách hàng bình luận với mình và có bao nhiêu khách hàng nhắn tin với mình, đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn là bình luận và cái kết quả. Ngoài ra thì nếu trong trường hợp mà mọi người muốn biết thêm là chi phí trên một cái lượt tin nhắn của mình là bao tiền, thì mọi người sẽ gõ thêm cho mình là chi phí trên mỗi kết quả của mình là bao nhiêu. Sau đó thì mình sẽ thao tác tiếp đến phần nào đó ạ? Đến phần nào đấy ạ? Mình sẽ quan tâm đến lượt hiển thị nhá. Lượt hiển thị và người tiếp cận nhé. Và người tiếp cận. Đấy. Tiếp tục là mình muốn đo lường là tỷ lệ tiếp cận của khách hàng đối với bài quảng cáo của mình là như thế nào, thì mình sẽ chọn là CPM, là chi phí trung bình trên 1.000 lần hiển thị. Đấy. Rồi, sau khi mình thao tác xong ấy, thì bây giờ mình sẽ lựa chọn đến cái phần mục tiêu tiếp theo, là mình sẽ quan tâm đến là cái tỷ lệ khách hàng người ta click vào cái bài quảng cáo của mình. Đấy, thì mình sẽ lên kích vào cái phần là lượt click và liên kết. Nghĩa là trong trường hợp mình chạy quảng cáo live như vậy thì sẽ có bao nhiêu khách hàng click vào cái bài quảng cáo của mình. Sau khi mình thao tác lượt click và liên kết xong rồi, bây giờ mình sẽ quan tâm đến cái vấn đề gì nữa ạ? Đấy, khi mình phát live như vậy thì mình sẽ quan tâm đến cái phần là cái lượt phát. Ví dụ trong hợp mà mình có thể chọn là lượt phát video liên tục trong vòng 2 giây. Đấy, đây là những cái thông tin nếu cho các bạn mà bạn nào mà chạy video nhé. Còn đây mình chạy live thì sẽ chọn là thumb play này. Đấy. Tiếp theo là cái thời lượng mà cái khách hàng xem trong cái live của mình trong khoảng tầm 25% thời lượng của video, hay là 50% cái thời lượng của video, hay là 100%, có nghĩa là khách hàng người ta xem live từ đầu đến cuối. Thường thì rất là ít, tại vì là khách hàng người ta vào, người ta mua sản phẩm xong rồi thì thường sẽ đi ra. Giống như bây giờ bản thân mình là một người khách hàng, thì khi mình mua xong sản phẩm rồi thì mình đi ra, mình sang bên cái những cái phiên live khác hoặc những cái bài khác để mình mua hàng, đúng không? Nhưng ở đây thì mình vẫn sẽ đo lường là cái tỷ lệ hay khách hàng ở lại với mình là khoảng tầm bao lâu. Nếu sau khách hàng ở lại càng lâu, có nghĩa là khách hàng đang yêu quý mình, đang thích sản phẩm mình, và khi mình lên live như vậy thì mình có rất nhiều cái sự lựa chọn cho khách hàng để khách hàng có thể ở lại với mình. Đấy. Đó. Rồi, đó là những cái chỉ số mà mình cần trong quá trình mà mình đọc các chỉ số trong trình live nhá. Tiếp theo mình sẽ bấm là lưu làm giá trị đặt cột sẵn này, và mình đặt tên. Ví dụ như ở đây là mình đang chạy live thì mình sẽ ghi là chạy live. Mọi người sẽ bấm cho mình chữ áp dụng. Đó, nó sẽ hiển thị cho mình những cái tỷ lệ tương tác. Nếu như trong trường hợp ấy mà mình chạy live mà nó sẽ có một cái phần mình quên mất. Nếu trong hợp mà mình chạy live và có tin nhắn, và nếu trong hợp có khách hàng người ta mua ấy, thì mình sẽ thêm một cái mục nữa, đó là lượt mua hàng nhá, vào trong cái phần các bước thao tác đây này. Chạy live áp dụng lại. Mình sẽ bấm thay. Sau khi mình thao tác xong thì nó sẽ hiển thị cho mình là cái gì đấy ạ? Đấy, tổng số tiền mình đã phải chi trả cho nền tảng này. Thứ hai sẽ có bao nhiêu khách hàng bình luận này. Thứ ba có bao nhiêu khách kết quả này. Thứ tư là chi phí trên một kết quả. Ví dụ ở đây nó sẽ hiển thị là tại vì cái quảng cáo này của mình đang chạy cả tin nhắn và cả lượt like nữa, nó sẽ hiển thị chi phí trên mỗi kết quả của mình tùy từng bài.
Đấy. Tiếp theo lượt hiển thị và người tiếp cận. Tiếp theo chi phí CPM. CPM là cái chi phí trên 1.000 lần hiển thị. Là mình hiển thị được 1.000 người thì hết khoảng tầm bao nhiêu tiền. Đó, đây là tỷ lệ tương tác. Tỷ lệ khách hàng người ta kích vào cái bài của mình là bao nhiêu. Đó. Tiếp theo là thu vào đây đúng không ạ? Là số lượt phát hết cái video hoặc là phát tối thiểu trong vòng 15 giây. Có nghĩa là cái thu vào đây này, nếu trong hợp mình chạy video thì nó sẽ đo lường cái video của mình. Nếu trong hợp mình chạy like thì nó sẽ đo lường cái tên like của mình là như thế nào. Tiếp theo lượt phát video 25% cái thời lượng của mình là như thế nào. Hoặc là 50% cái tỷ lệ mà khách hàng người ta, tức là mình đang chạy like đúng không ạ? Thì cái tỷ lệ khách hàng người ta ở lại 25%, 25% đầu tiên của cái phiên like của mình để khách hàng ở lại khá cao. 50% là khách hàng khoảng tầm 50 người, người ta một nửa là người ta đang ở lại xem được một nửa cái like của mình. Đấy, và cái tỷ lệ và tổng số người mua hàng thì cái này trong phần tin nhắn ấy, trong tin nhắn là mình phải đặt một cái chế độ. Ví dụ như khi mình đã chạy quảng cáo like đúng không ạ? Thì mình sẽ phải vào phần tin nhắn. Mọi người sẽ phải vào phần tin nhắn. Và sau đó thì mình sẽ phải, ví dụ như bạn này, mình đã có một cái đơn hàng của bạn này và bạn ý đặt hàng thành công. Ví dụ bạn đi, bạn còn chuyển tiền trước cho bên mình này. Đấy, khi mà đặt hàng thành công xong rồi thì bây giờ mình muốn làm như thế nào để có thể tạo được đơn hàng cho bạn ý, thì mình sẽ vào cái phần là tạo đơn hàng. Và nó sẽ có cái phần là cho phép này. Thì sau khi mà xong thì mình sẽ điền giá, điền đơn vị tiền tệ vào đây. Thì khi mà mọi người thao tác trong quá trình mà mọi người đọc các chỉ số trên trình quản lý quảng cáo ấy, thì mọi người sẽ đo lường được là có bao nhiêu khách hàng người ta mua hàng, có bao nhiêu lượt mua hàng và bao nhiêu số người mua, giá trị chuyển đổi. Ví dụ như đơn hàng này của mình sẽ đền, cái túi này của mình là 100.000 đi, mình sẽ đền 100, thì cái giá trị chuyển đổi ở đây chính là doanh thu của mình ấy, sẽ là 100.000. Ví dụ như của mình có 3 đơn thì sẽ là 300.000. Ở đây mình phải điền mới có nhá. Đó, như ở đây, như vào trong cái quảng cáo mình là hiện tại là mình không điền, nó sẽ không hiển thị. Có một số bài thì nhảy thôi. Đó, tiếp theo nó sẽ hiển thị cho mình là chi phí trên mỗi lượt mua là bao nhiêu. Đó, và chi phí trên mỗi lượt mua hàng và chi phí trên mỗi người người ta bỏ tiền ra người ta mua là bao nhiêu. Đó, đó là cái phần đọc chỉ số của cái chạy quảng cáo.